Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy ngẫm bài học có tựa đề Quy trình thờ phượng trong đền tạm, nương trên Kinh Thánh Hebrew chương 9 câu 1 đến câu 10. Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất. Vả, một đền tạm đã dựng lên, phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bày ra. Rồi đến phía trong màn thứ hai, tức là phần gọi là nơi rất thánh, có lư hương bằng vàng và hòm giao ước toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của Aaron và hai bản giao ước. Phía trên có hai cherubim vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng. Các vật đã sắp đặt như vậy, hằng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm đặng làm trọn việc tế lễ. Nhưng phần thứ hai thì mỗi năm một lần, chỉ một mình thầy tế lễ thường phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng. Đức Thánh Linh lấy đó chỉ ra rằng, hễ đền tạm thứ nhất đương còn, thì đường vào nơi rất thánh chưa mở. Ấy là một hình bóng chỉ về đời bây giờ, để tỏ rằng các lễ vật và hy sinh dâng đó không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Đó chẳng qua là mạng lệnh của xác thịt, cũng như các lễ ăn, uống, rửa sạch, chỉ lập cho đến kỳ hoán cải vậy. Câu gốc của bài học là các vật đã sắp đặt như vậy, hàng ngày những thầy tế lễ vào phần thứ nhất trong đền tạm đang làm trọn việc tế lễ, nhưng phần thứ hai thì mỗi năm một lần, chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ mà không đem huyết dâng vì chính mình và vì sự lầm lỗi dân chúng. Hebrew chương 9 câu 6, câu 7. Câu hỏi suy ngẫm, quy trình thờ phượng trong đền tạm diễn ra như thế nào? Quy trình đó bày tỏ điều gì về Đức Chúa Trời và về con người? Bạn được nhắc nhở ra sao khi học biết quy trình này? Kính thưa quý vị, đền tạm là nơi con người nhìn biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời tối cao. Tuy nhiên, với hầu hết người dân bình thường, họ chỉ có thể đứng bên ngoài đền tạm. Chỉ có các thầy tế lễ theo sự phân công, hàng ngày sẽ vào trong nơi thánh để cử hành các nghi lễ. Phần lớn hoạt động chỉ diễn ra ở bên ngoài, cách xa nơi chí thánh, là nơi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm, mỗi năm một lần, mới được phép đi vào trong nơi chí thánh. Tuy vậy, ông phải đem theo máu của sinh tế để chuộc tội cho chính mình và cho dân chúng về những tội lỗi của ông và mọi người vô tình phạm phải. Quy trình thờ phượng trong đền tạm bày tỏ rằng Đức Chúa Trời là đấng vô cùng thánh khiết, trong khi con người lại đầy dẫy lỗi lầm. Chính tội lỗi là điều ngăn trở con người đến gần đấng tối cao, cho dù đó là thầy tế lễ thượng phẩm đi chăng nữa. Bức màn ngăn cách nơi chí thánh và nơi thánh cũng chính là bức tường sừng sững ngăn trở con người tội lỗi đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết. Giải pháp về huyết sinh tế dâng lên chẳng qua cũng chỉ là bề ngoài, có thể giải quyết được những vấn đề lễ nghi, nhưng không có thể làm cho kẻ thờ phượng được vẹn lành về lương tâm. Bởi vì tội lỗi không chỉ đơn thuần là những hành động xấu xa, lầm lỡ bên ngoài, mà nguồn cơn của nó bắt nguồn từ một tấm lòng chống nghịch Đức Chúa Trời, nên mọi nghi thức bề ngoài không thể nào giải quyết được vấn đề của lương tâm. Suy ngẫm về quy trình thờ phượng của giao ước cũ là sự nhắc nhở lớn lao cho mỗi chúng ta rằng, ngoài Chúa Giê-xu, chúng ta không thể nào được đến gần Đức Chúa Trời thánh khiết. Mọi cố gắng làm điều tốt của chúng ta chẳng qua cũng như chiếc áo dơ bẩn trước mặt Chúa mà thôi. Và lương tâm của chúng ta sẽ vẫn cứ mãi dày vò về những lỗi lầm mình đã phạm. Điều đó khiến chúng ta biết ơn Chúa Giê-xu vô cùng vì chúng ta có Ngài. Nhờ Chúa Giê-xu, giờ đây chúng ta luôn có cơ hội
được tự do đến gần và thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi học về quy trình thờ phượng của dân Israel, con nhìn nhận rằng mình thật xấu xa, tội lỗi và không thể nào xứng đáng đến gần Ngài. Nhưng nhờ sự hy sinh của Chúa Giê-xu mà con nay được đổi mới, có thể tự do và dạn dĩ để thờ phượng Ngài. Con nguyện dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh để thờ phượng Ngài. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang sử dụng cơ hội được tự do đến gần và thờ phượng Chúa như thế nào? Đời con vốn thật xấu xa, cậy nhờ ơn Chúa thứ tha tội trần, cuộc đời thay đổi bội phần, nguyện dâng cho Chúa luôn gần bên Cha. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.